Có thể là lâu lâu là mẹ các em mới quay trở lại một lần đúng không bác ạ? Chắc là cũng gọi là nghĩ trong lòng rằng là mình làm như thế là không có tốt đấy các bác, là không có được đấy. Nhưng mà tuy nhiên thì đến bây giờ mới nhận ra được cái điều đấy nó là gọi là quá muộn màng rồi. Bởi vì nó đã in sâu vào trong cái tâm trí của các em, trong lòng của các em rằng là mình không còn một người mẹ nữa. Lực xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay Trần Lực lại tiếp tục lên trên nhà của hai anh em Hải Sử. Đấy, em Sử thì hiện tại là đi làm việc rồi, không có ở nhà và có mỗi một mình em Hải thôi. Cháu Hải xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị ạ. Trong một thời gian qua thì các bác cũng đã theo dõi những cái thước phim thì các bác cũng đã hiểu cái câu chuyện bà ở nhà hai ông cháu rồi, rằng là ông hiện tại thì ở dưới nhà cũ là ở với lại thêm là hai người con của chú nữa, không có ở với lại cùng các em nữa rồi. Đấy, tuy nhiên thì cháu Lực cũng đã nói với các em rất là nhiều, ông không ở cùng nữa các bác thì phải thường xuyên để mà đi xuống xem ông có bị như thế nào không và ông cần những gì thì các em vẫn luôn luôn sẵn sàng là giúp đỡ cho ông hết. Ông có nói với cháu Lực rằng là không biết là từ trước là giữa ông với lại chú thì khi mà các em còn nhỏ của bác không biết là có thỏa thuận gì không. Đấy, nhưng mà thấy ông nói rằng là nuôi các em lớn lên rồi thì sẽ cho các em ra ở riêng và giả lại những cái tài sản của bố các em là để cho hai anh em Hải Sử. Bây giờ thì các em cũng đã lớn rồi, Sử thì cũng gần 20, còn em Hải thì cũng gần là 15 rồi cô bác. Đấy, năm nay thì được 14 rồi, sang năm thì là được 15 tuổi rồi. Đấy, hôm nay thì anh cháu được thấy là ở dưới này này cô bác này, có vẻ như là cái phần đất nó rất là thưa, thành ra là cháu Đức sẽ cùng em Hải là đi chặt thêm một chút cái cây cỏ về để mà trồng chỗ này để cho nó sau này chỗ này có thể là làm một cái hàng rào cũng được cô bác ạ. Đấy, bây giờ thì anh em mình đi xin giống xem là dưới nhà cô có giống không nhá. Vâng. Cái cây này thì còn non quá, thành ra là chưa có thể làm được cô bác ạ. Anh Sử đi thì bảo bảo Hải chưa? Bảo rồi ạ. Bảo rồi à? Vâng. Anh Sử thì có lẽ là đi làm ruộng ở phía bên kia đúng không? Vâng. Thấy là mấy cây là không có ở nhà nữa, cả xe máy nữa không bác? Bây giờ có biết mấy cây xuống đấy, có ai xuống đây à? Vâng, lần này có chú kia xuống đây ạ. À, lúc đấy có một chú kia xuống đây à? Vâng. Hả? Và nhìn thấy từ xa thì thấy ông đang đắp ruộng của bác ạ, đắp bờ. Đắp palena là gì? Sáng nào mới gì đâu? Nhìn thấy từ xa thì thấy ông đang đắp bờ ruộng dưới các bác. Cái công việc dưới kia thì cháu Đức cũng không có biết, thành ra là không có hộ ông được. Có lẽ là ông đắp xong cái thửa bên đấy và cái thửa bên trên này thì ông cũng nghỉ rồi. Nếu mà như em Sử không đi làm ruộng thì em Sử cũng ra đây là hộ ông rồi. Đấy, tuy nhiên thì ông đã chia đất cho các em thì các em phải làm xong cái phần ruộng nhà mình nữa thì mới ra giúp ông được. Cũng có thêm là hai bạn nhỏ cho Lực nhìn thấy là ở dưới kia là phụ giúp cho ông như là nấu cơm hay là lấy cỏ gì đấy thôi cô bác. Nhà cô trên này thì có cây to à? Con ghé đò đi hỏi xem có không? Đi hỏi xem có không à? Vâng. À. Chú, ôi trời. Tìm xem những cái bụi nào mà già già một tí thì mới lấy được làm giống. Bạn sắt nào nào đó. Họ. Sao đầm na vào? Sao đầm na ra? Mà mới cha nhà chỉ nên bố, hay là ăn tết chỉ thế này. À, cái bụi này thì có vẻ như gần được này. Đấy, tuy nhiên thì đi ra xem cái bụi nào mà nó già hơn để mà xin.
Ra bên kia chắc là có đấy nhỉ, bên kia là nhiều hơn nhỉ, xuống nọ mà anh em mình cất đấy. Bên kia là của nhà trên kia rồi. Nhà trên kia à? Vâng. Cô ấy cô có nhà không để mà hỏi thì cô trước đã. Cái gì đây? Ôi 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 ôi. Ờ nhưng là đang thùng vôi nhưng là. Ai à, mấy đứa này chắc là vừa tắm xong đây, cái này của ai đây? Thôi làm tiếp cho nhà chị yếu không? Mẹ có một tàu lâu nè. Vừa mới tắm xong của bác ạ. Là mỗi người choàng một cái khăn thôi, cái này của ai đấy? Cho mừng cho bé giấy nè. Cô bày à? Dạ. Đây, chú giả bày này. Cho anh trai chờ kia thì ông lấy gì cho ăn hết rồi. Cho hết đã. Vâng. Nhưng ở kia là có vài cây không? Ở kia là của nhà trên kia rồi. Nhà trên kia à? Về cái này thì thấy là có vẻ như là cô chú đi hái chè về để mà phơi này, cô bác này hầu như thì là hái cho sẽ. Dạ, trong tròn đờ bê. Cứ chặt tàu nè. Vừa rồi thì có xin được là chú với lại thím của các em được không? Là đi tít bên kia để mà lấy. Thế hôm nọ thì là ông cũng lấy cho ai hết à? Ông lấy cho ăn hết rồi. Ông lấy cho ai hết à? Dạ. À. Là to quá nhỉ? Ở tận đâu? Chuyện bên kia à? Chú mình lấy cỏ đúng không? À, bạn gái này thì chắc là... Bạn gái này đi lấy chồng rồi nhỉ? Lấy chồng ở tận đâu ấy? Ở Nang Xỉn. Nang Xỉn à? Thế hôm nay về nhà bố mẹ, thăm bố mẹ à? Không phải, đâu lâu rồi. Về lâu rồi à? À. Rất là trẻ nhưng mà đã lấy chồng rồi cô bác. Chỗ này thì có cây chuối rừng rất là nhiều các bác, cái này ui chỗ ruộng này là có phải ruộng ở nhà chú không? Có phải đâu. À, cái ruộng mà vừa rồi chú kia lấy mấy cây làm ấy đúng không? Vâng. Thế Hải thì được nghỉ hè rồi nhỉ? Vâng. Thế được nghỉ hè thì có ở nhà thì hộ anh xử là những công việc gì? Đi chặt quỷ và đi cắt cỏ. Chặt à? Có đi hộ anh xử là cuốc bừa ruộng không? Có, lâu lâu đi một lần. Lâu lâu đi một lần à? Vâng. À. Đấy, hai anh em thì rất là buồn các bác ạ. Đến năm nay thì khi mà đã hoàn thiện ngôi nhà cho rồi, nhưng mà tôi cũng rất là sốc khi mà nghe tin rằng là ông trả lại cái tài sản cho các em để mà cho các em là tự lập rồi. Đấy, ôi đây, người ta vứt ở đây nhiều quá nhỉ, đây đấy, vứt những giống cỏ đây, cây cỏ đây rất là nhiều này. Ở đây nước nhà ai đi kéo về ấy? Chắc là kéo trên đây về. Kéo trên kia xuống à? Vâng. Chỗ khu nhà của các em thì hầu như là có nước sạch, rất là sạch của bác ạ. Nó còn rất là mát nữa. Rồi đi. Đây à? Vâng. Thế Hải bây giờ đi chặt đi xem cây nào mà già ấy, thì là mình lấy cây đấy. Vâng. Đây à? Vâng. Thế giao cho anh đi. Xem là cây nào già thì sẽ cái cây đấy về để mà trồng quá. Xong Hải tách ra nhá. Dạ. Đây đây.
Này mà già, này mà những cái cây này mà thì trâu không ăn được không bác, nó già quá. Anh Sử đi làm ruộng từ sáng sớm rồi à? Hay là trưa mới đi? Hả? Đi từ sáng về. Đi từ sáng à? Thế không về nhà ăn cơm trưa à? Có, lúc nãy vừa về ạ. À, về nhà ăn cơm trưa xong lại đi à? Vâng. Ôi, bụi này già quá rồi này. Bụi này mà không không lấy nhanh là nó khó quá, quá già rồi. Tí mình đi tìm một cái giống cây đỏ đỏ kìa, để mà trồng xen kẽ. Anh xem là nó có không, nếu mà có thì mình lấy được, không có thì không lấy được đâu. Hầu như là không có hay sao các bác ạ. Thôi, trồng cỏ này thì thứ nhất là để mà nó nhìn trong ngôi nhà cho nó đẹp hơn. Vâng. Anh chặt nốt chỗ này lên thì chắc là cũng đủ rồi đấy. Vâng. Ấy. Ấy. Chắc là chỗ này thì cũng đủ đấy. Thế cỏ nó tí mình lấy về cho mình được không? Được ạ. Tí lấy về. Lấy về để cho trâu luôn. Đây, tất nhiên này, cho một tí để anh chặt luôn. Nào. Em ra bên này đi, để anh em bên kia chặt thôi. Thế Hải là cô giáo bảo là đến hôm nào lại đi không? Khi nào thông báo thì đi thôi ạ. Khi nào có thông báo thì lại đi à? Vâng. Cô giáo điện về cho à? Cô giáo phát giấy tờ ạ. À, là phát giấy tờ cho à? Vâng. Hôm nọ đi họp phụ huynh là anh Sử đi họp cho phụ huynh cho à? Vâng. Thế đến năm nay thì không phải là ông đi họp phụ huynh nữa rồi. Là anh Sử sẽ là người đi họp phụ huynh cho em Hải cô bác ạ. Đây, chỗ này thì tha hồ trồng rồi nhỉ. Chỗ này anh để trên này trong tí buộc lại. Lúc nào mà thấy nhà nào có nhiều giống cây, giống cỏ như này này thì là rủ anh Sử đi lấy về xong rồi để bà đem đi trồng nhá. Vâng. Thì mới có cho cỏ cho trâu, cho bò, trâu được. Đây, bây giờ thì là em nhà em Sử là vẫn còn để trâu là chung với lại ông của bác ạ, vẫn chưa làm được chuồng mới đấy. Nếu mà làm chuồng mới thì cũng phải là làm cách xa nhà một chút thì nó mới không có mùi được. Thế ngày hôm nay là Hải là ở nhà làm những công việc gì ấy? Hôm nay em đi chặt củi. Hôm nay đi chặt củi à? Lấy cỏ cho cháu thầy. Lấy củi về nhà hay là lấy củi đâu? Lấy củi về nhà. Lấy củi về nhà thôi à? Vâng. À.
những cái công việc mà hè của em Sử với em Hải của em Hải thì hầu như là chỉ có gọi là ở nhà xong rồi đi chăn trâu, đi lấy cỏ, đi lấy củi đâu các bác ạ. Cứ thế mà lặp đi lặp lại thôi. Vừa rồi mình cũng quên lấy bao ra nhở? Vâng. Cái bao tải ra vác thì nó mới không có bị ngứa. Dồn cỏ lại một chỗ đi Hải. Vâng. Dồn nào chỗ kia đi. Cái cây cỏ voi này thì nó sống rất là dễ dàng của bác, cho nên là chỉ cần mình đem đi trồng vào chỗ nào mà có nước một tí thôi là nó sống rồi. Buộc nó lại nhá. Vâng. Bây giờ tách tách những cái lá khô khô ra đi. Vâng. Xong rồi tí về nhà mình chỉ cần việc chặt. Những cái lá khô này thì nó không sống nổi đâu. Ra đến những cái khe suối này thì phải nói là rất là yên tĩnh các bác ạ. Bây giờ mà trèo lên trên này qua cái tảng đá to to kia này là đi là vào rừng già rồi đấy. Và đây chỉ nghe tiếng ve này, tiếng chim, tiếng sáo nó kêu thôi. Bây giờ em buộc lại kia nhá. Vâng. Em buộc cỏ cỏ đi nhá. Vâng. Đây, cho anh. Giờ thì phải đi kiếm cái gì để mà buộc á. Đây cho anh tí dây. Hãy Hải đi trước đi. Vâng. Cái cỏ này cô chú có đem cho mình đem về không? Không biết ạ. Không biết á? Thế không thì một tí giả cho chú thôi. Vâng. Nhá. Vâng. Mình lấy 10 gốc thôi. Vâng. Thì không cô chú lại không thích. À chú thím thì chú thím lại không thích. Ủa, chỗ này như kiểu có con gì chết đấy sao ấy, mùi mùi quá. Bạn nhớ này chưa đặt xong à? Ờ. Cái gì? Tay đang đem cái gì đây? Kìa. Không mặc quần luôn. Cuốn mỗi khăn thôi. Cái để đây cho cô chú đi. Để ra kia. Hả? Vâng. Vâng, để nhà cho chú à?
Ôi mấy bạn nhỏ này không mặc quần à? Khoác mấy khăn được không ạ? Chắc là vừa... Ê! Chắc là vừa tắm xong hay sao ấy? Nên đợi em Hải lấy cỏ đi cho nhà chú đó không bác ạ? Rồi những cái này thì chắc là cũng được là nhà nước người ta hỗ trợ được không bác ạ? Đi Hải ơi! Vâng. Nhà chú thì cả nhà ngôi nhà này thì cũng được bên là nhà nước là Nga tận người ta hỗ trợ. Dạ. Bạn ở nhà ấy tức bè mô bà nè. Ừ. Là tiêu. Ừ. Nếu mà như mà bây giờ rồi thanh niên này đi chăn trâu về rồi à? Đi cày ruộng. Đi cày à? Ừ. Đây là con trai cả của cô chú thím nhỉ? Đi tận đâu cày về thanh niên? Đi dưới kia cày về à? Ồ. Hầu như là bây giờ nếu mà vào trong bản đấy các bác thì sẽ thường xuyên là bắt gặp là dân bà người ta đi làm ruộng là nhiều hơn. Có lẽ là ông giờ này là ông là vẫn chưa nghỉ đâu cô bác ạ. À ông đang nghỉ rồi. À thấy vừa rồi thì lúc mà cháu được đi ấy thì ông đang làm cái thửa thứ ba của cô bác này, đang đắp lại bờ. Đắp xong thì ông cũng nghỉ rồi. Ôi, Sử vẫn chưa về đâu nhỉ? Vâng. Nó phải đến... Nó phải lúc nữa anh Sử mới về. Hay là thì Hải để đây luôn này. Vâng. Để đây luôn. Xong rồi Hải đi lấy cuốc về nhá. Vâng. Lấy cuốc về xem là... để mà tí nữa xay cuốc. Hôm nọ thì các em cũng trồng một ít của bác này. Tuy nhiên thì là tôi được thấy là vẫn còn là... chưa thấy lên cho lắm. Trồng thêm cho bảo em Sử em Hải trồng thêm một ít. Thì chú nhà của em Sử nhưng mà Hải thì có những cái cây gai này rất là nhiều của ba cây này. Cây này thì phải chặt nó đi. Đâm đầu lắm. Cua không Hải ơi? Có cua không? Cua ở dưới á? Ở đấy không có cái nào à? Cua à? Về đây à? Đây Sử mới về đến nhà của bác ạ. Trong ấy thêm cây này nữa này Sử này. Cái cỏ ấy. Trong ở xung quanh này này. Lấy cua à? Hả? Cắm vào được à? Thế thôi không cần nữa. Để cái này thì chắc là không có cần cuốc đâu các bác. Tại vì cái đất của nó mềm ấy. Thì ra là sẽ dùng để cắm luôn. Nhưng mà bây giờ là phải chặt ra nhỉ? Chặt cho nó nhọn nhọn đó. Thì cắm ra mới được. Chắc là đến tầm đây là được rồi nhỉ? Vâng. Giờ này cũng không sắc mấy đâu. Từ từ này. Hải đi xem có cái cục. Vâng. Cục nào để cho anh chặt cho nó nhanh không? Đấy, cứ thế mà cắm xuống thôi các bác. Là độ một thời gian nữa là nó sống rồi. Ở chỗ này thì sau này thì có thể là để cho các em là đừng có chặt vội, cho nó già hẳn đi. Không là chặt ở trên cái tầm độ 1 mét 1 mét xong
tầm độ được 1 mét rồi thì cho các em chặt ở trên thì nó sẽ tạo ra như kiểu một có một cái hàng rào luôn. Đấy. Xong rồi một tí nữa mình cắm là cắm cho nó thẳng hàng một tí, sau này nó lên nó mới thẳng được. Từ nhá, cẩn thận tay nhá. Đấy, Hải thì em mới đi ra cắm trước rồi. Hải cắm một cái hàng thẳng thẳng nhá Hải nhá. Vâng. Thì sau này nó mới tạo thành một cái bờ rào. Vâng. Nhưng mà cắm lung tung là sau này nó không thành bờ rào đâu. Sử thì về thì em mới tranh thủ là nấu cơm luôn rồi. Vừa rồi cháu Lực thấy là em mới đi vào chợ để mà mua đồ nữa. Những cái cây cỏ voi như này của bác này, với lại cây sắn thì nó sống rất là nhanh, cái tỷ lệ mà để mà chết của nó ấy là hầu như là không có. Thì cũng có rất là nhiều cô bác nói rằng là sau khi mà hoàn thiện nhà của các em thì cháu được có lên nữa không, thì cũng phải nói với các bác là gọi là lên thường xuyên thì không có lên thường xuyên, gọi lâu lâu là chỉ có lên một lần thôi. Hiện tại thì nhà dưới hai ông cháu thì đang chuẩn bị và đi vào khởi công nước bác, cho nên là cháu Đức sẽ tập trung là ở dưới nhiều hơn. Bây giờ nhà hai ông cháu thì hiện tại là ở dưới là mấy anh em đang vận chuyển cát của bác ạ, cho nên là cháu Đức phải xuống xem là mấy anh em vận chuyển như thế nào. Còn là sau khi mà vật liệu vào thì cháu Đức sẽ vậy lại phải xuống thường xuyên hơn. Hải cắm một cái đường hàng rào thẳng từ đây bên kia nhá. Vâng. Thẳng từ bên kia. Có thể nếu mà cắm được, cắm tít tít trên này một tí này. Vâng. Thì ra bên kia thì nó mới thành hàng rào, nó đẹp được. Vâng. Cái này là ông nọ là ai trồng đấy? Anh Sử ạ. Anh Sử trồng à? Vâng. Đó. Cắm thẳng thẳng kính ạ. Cắm độ là cách nhau độ tầm 23 phân thôi. Vâng. Úi rồi, cây này ngược. Cây này đâm đầu quá. Này độ trong tầm độ là tầm 1 tháng nó sẽ mọc quay non rồi Hải đấy, con đâu Hải? Đôi. Thì em cầm hết ra lên trên này nhá. Vâng. Cắm cho nó thẳng một hàng từ đây đến kia thì sau này ở chỗ này nó sẽ có thêm là một cái như kiểu bờ rào nữa không á? Bờ rào thành cỏ ấy. Cỏ thì để làm bờ rào thì cũng rất là tốt.
Chỗ đấy cắm hết chưa Hải? Chưa được. Bên Hải cắm hết chưa? Chưa được. Chưa hết à? Đây bên này được rồi Hải, cắm một hàng thôi chứ nó. Còn là hàng này thì không phải cắm được này. Vâng. Cái hàng này thì là bỏ ra thì không còn mấy nữa nó. Thành là hai hàng, ba hàng mất rồi. Vâng. Cắm từ đây ra đến kia, nhổ cái này ra, cắm đây ra đây. Vâng. Đây. Cắm đây này. Đây Hải này, bây giờ Hải nhổ ra nhá, anh cắm cái này vào. Vâng. Đây, cắm một hàng lên tận đây thôi. Sau đó thành một cái hàng rào, sau này nó có cỏ lên nó thành một cái hàng rào đấy. À. Được chưa? Hết chưa? Vậy đấy, cái đấy được rồi. Còn một cây nữa. Cái chỗ này sau này những cái bó cỏ này lên nhá, đừng cắt tận gốc nhá, cắt ở trên ngọn nó thôi nhá. Vâng. Thế Hải treo lên trên này đi, cắm nó trên này. Vâng. Phải cắm tận ra bên này đi nè các bác này. Chỗ đấy có rồi, chỗ đấy có rồi Hải kia, nó có mầm kìa. Vâng. Đấy, nó có mầm rồi. Cắm sâu xuống là được rồi. Đây, như chỗ này này có bác này, sau này cắt ra tầm đến một đoạn này này. Đấy, thì nó sẽ tạo thành một cái hàng rào từ đây ra bên kia nữa. Nhất thì cho nó để mà nó giữ đất luôn. Vừa tận dụng lại được làm cỏ thì mình vừa tận dụng lại được làm cái hàng rào. Hết rồi đấy nhỉ? Dạ. Còn chỗ này một ít nữa thì Hải xem là cắm ra phía bên này đi Hải đây này. Vâng. Giờ kia cắm hết đi kìa. Giờ này là cắm hết đi. Đây. Giữ. Chỗ nào thì có cỏ thì không phải cắm nữa. Chỗ này nọ sử cũng cắm ở đây à? Vâng. Nọ em là anh sử cắm ấy? Anh sử ạ. Anh sử cắm à? Vâng. Nọ các em cắm thì gọi là chỉ có cắm không được các bác, chứ các em không có nghĩ đến rằng là cắm cái này thì nó còn giúp cho mình là làm cái hàng rào nữa. Cắm hết chưa? Hết rồi. Vậy giờ này còn hai bố con còn đi tận rất xa các cỏ về cô bác. Đi lên dốc rất là. Chú cởi chân luôn à chú? Thật thư luôn nào? Hả? Thật thư luôn á? Hả? Nhìn cái bó cỏ như này thì cũng không phải là nhẹ đâu cô bác. Ít nhất phải rơi tầm độ là 5-60 cân đấy. Ngã này có phải của nhà Hải không? Không phải đâu. Không phải à? Thế chỗ này có nước nó hay ở đây nhỉ? Vâng. Cái mái hiên này thì làm cũng tương đối là có thể là cái phần cao nó sẽ cũng hơi cao một chút cô bác ạ. Cũng có rất là nhiều các bác nói rằng là nó hơi ngang cô bác. Đây, nhưng mà thật sự ra để mà cái độ ngang của nó thì nó không quá là ngang đâu. Thế là Hải thì hôm nọ mưa lớn ấy thì nó bị cái phần bên này có bị hát vào trong không? Không đợi. Không à? Chỉ
Mưa to thì nếu có gió thì vào trong này. Có gió thì vào trong à? Vâng. Đấy. Thì tại vì là chỗ này là không có dùng tôn để mà bắn, nhưng mà dùng tôn bắn tầm đến đây này cô bác này, thì nó sẽ không có bị là bị hát vào trong nữa. Đấy, nhưng mà ở dưới phần dưới này thì chắc chắn là không thể hát được vào rồi cô bác. Thì mái của nó thò ra thì là hơn được hơn 1 mét rồi. Cái phần mái hiên này là nó gần bằng cái trong phòng khách luôn đấy cô bác ạ. Phòng khách của nhà em sửa thì từ chỗ này vào này cô bác này, từ đây mà đi vào đến gần gọi là cái tivi kia thì nó tầm độ được 5 mét thôi, 5 mét đấy. Tuy nhiên thì cái này là nó được 4 mét, gọi là gần bằng rồi. Sửa thì đang sang tắm à sửa? À, sửa thì đang tắm cô bác ạ. Đấy, vào trong phòng thì các em cũng phải nói là gấp chăn gọn gàng rồi cô bác. Phòng của em sửa nữa. Thế là một thế là bây giờ là ai là đi nấu cơm, Hải là sửa anh sửa. Hôm nay là cắm cơm là cắm cơm xong mới đi à? Đấy, hầu như là nếu mà đi vào trong nhà của em sửa đấy cô bác ạ, là không cần dùng đến bóng đèn điện lớn này cả, dùng đến cái bóng đèn mà năng lượng mặt trời thì nó cũng quá là sáng rồi cô bác. Đấy, mấy anh bảo cho mấy đứa nó lên đấy thì đừng có cắt vội nhá. Vâng. Cứ để cho nó lên hẳn cao, nó cho nó già đã. Vâng. Nó già rồi thì cắt độ tầm ngang ngang người mình này, thì nó có một cái hàng rào ở đây nó nhìn trông rất là đẹp. Vâng. Có lẽ là Trấn Lực cũng sẽ tạm dừng ghi hình ở đây thôi các bác ạ. Và xin cảm ơn các bác rất là nhiều trong thời gian qua thì đã luôn luôn đồng hành cùng Trấn Lực nữa. Thế Hải thì mấy hôm nay mẹ có về không? Không nhá. Mẹ không về à? Vâng. Đấy, mà còn thì nói gọi là một người mẹ, cho Lực nói câu này thì nó hơi hơi vô tâm một chút cô bác ạ. Nhưng mà nếu mà như 10 các bác thì điều tầm gọi là 9 các bác thì đồng tình với ý kiến và cái lời nói của cháu Lực nó ra. Nếu như người mẹ đã không vô tâm ấy, thì đợi các em lớn thêm độ là đợi, không phải đợi các em mà là đợi mỗi mình em Hải thôi lớn lên là cai sứa để mà đi thêm bước nữa thì cũng chẳng sao đâu, cũng chẳng có ảnh hưởng gì. Đấy, mẹ thì cũng còn trẻ mà, cho nên là đi thêm bước nữa thì cũng được, hợp tình hợp lý thôi cô bác. Đấy, tuy nhiên thì lại đi quá sớm. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Em Hải mới được có 6 tháng thôi là chưa có kịp cai sứa cả cô bác ạ. Như ở trên chỗ khu của em sửa, khi mà cháu Lực hỏi về ông hay là hỏi những người hàng xóm và thậm chí là đi xuống cái xá nữa, cũng có người nói rằng là em Hải lớn lên là bằng đường, bằng những gói đường mua ở chợ là 10.000, 15.000 thôi. Lúc nào mà em Hải đói là khuấy pha với nước để mà cho ăn thôi. Ở đấy là chắc là cũng không có tiền để mà mua được sữa ong thọ đâu các bác. Tại vì sữa ong thọ thì cũng rất là đắt. Có lẽ là chắc là cháu Lực cũng xin được là kết thúc ở đây thôi các bác ạ. Em Sử thì hiện tại là đang tắm, chắc là cũng đi làm ruộng về thì cũng thấm mệt rồi. Cháu Lực với em Hải cũng xin được tạm dừng cái video đây thôi các bác. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú anh chị ở sống tiếp theo trên kênh bạn em. Xin chào các bác. Chào Hải, chào tạm biệt quý ông bà, cô chú anh chị ạ.